vấn đề sự, những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày sẽ có trong podcast của Đài Phát thanh của Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tôi cũng đang rất lo lắng khi các con sắp đi học trở lại vì 3 tháng hè vừa qua thì các con được vui chơi, ngủ nghỉ tự do. Chính vì vậy chỉ nghĩ đến việc mà mỗi sáng phải gọi các con dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để kịp đi học rồi là nền nếp học tập của các con nói chung là rất là nhiều vấn đề mà tôi um, lo lắng khi mà các con chuẩn bị bước vào năm học mới. Sau thời gian nghỉ hè thì các con đi học trở lại thì cũng mất một thời gian để thích nghi vì là nghỉ hè các con ăn ngủ nghỉ giờ rất là tự do nên là để cái giải quyết cái vấn đề này thì trong cái thời gian hè thì tôi cho các con tham gia các lớp mà học năng khiếu này luyện chữ này. À, như vậy thì khi mà vào các con vào năm học mới sẽ làm quen rồi là giờ giấc sẽ thích nghi được nhanh hơn để quay lại cái việc học cho các con thuận lợi. Vâng, năm học mới thì sắp đến rồi. Ngoài việc mua sắm trang bị đồ dùng cần thiết cho năm học thì các bậc cha mẹ cũng cần phải chuẩn bị cho con về mặt tâm lý để cho con có một tâm thế rất là vững vàng, chủ động khi mà bước vào năm học mới. Bởi vì sau một kỳ nghỉ hè dài 3 tháng thì các con đã có rất là nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong vui chơi cũng như là tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nên là bước vào năm học mới thì cái việc học tập trên trường buộc các con phải tuân thủ đúng giờ giấc, thời gian dành cho việc học sẽ nhiều hơn. Và nếu như không có sự chủ động trong sinh hoạt học tập cũng như vui chơi thì sẽ khó mang lại hiệu quả. Và làm thế nào để con chủ động trong sinh hoạt và học tập? Đây là điều băn khoăn lo lắng của nhiều bậc cha mẹ và cũng là điều mà chúng tôi muốn nói đến trong chương trình ngày hôm nay và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ tâm lý mã ngọc thể trường đại học tân trào để cùng trò chuyện về vấn đề này và hy vọng rằng những câu chuyện những tình huống được đưa ra giải đáp phân tích sẽ giúp cho các bậc cha mẹ của chúng ta có sự lựa chọn để giáo dục con đúng cách nhất vâng xin được cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình với chúng tôi à, xin cảm ơn uh, chị vâng rất nhiều bậc cha mẹ tỏ ra rất là lo lắng khi suốt ngày phải thúc giục con như đến giờ đi học rồi dậy đi con làm bài tập đi và hôm nay phải mặc cái bộ đồng phục này cơ mà vâng vâng rất là nhiều việc lặp đi lặp lại hàng ngày như thế mà các con vẫn không thể nhớ được tiến sĩ ạ và bắt đầu một năm học mới thì những thúc giục này lại càng trở nên nhiều hơn và tất nhiên thì khi đã có quá nhiều lời dục dã như vậy thì các bậc cha mẹ lại trở nên cáu gắt, con thì dối tinh lên và nhiều cô cậu lại ỉ lại với việc dục của cha mẹ. Ừ. Vâng, à, quả thật là nhiều khi thì cái việc mà dục dã con, cha mẹ và con thì như là một cái cuộc chiến ở trong gia đình vậy. À, vậy thầy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? À? Vâng, à, thứ nhất là tôi cũng thấy rằng là sau một thời gian các học sinh được nghỉ hè đấy thì Uh, để quay trở lại tiếp tục học tập thì cũng là một trong những cái vấn đề nảy sinh trong gia đình đó là bố mẹ sẽ gặp phải những cái áp lực và cái thách thức đối với việc là làm thế nào để đưa con vào trong cái guồng học tập của năm học mới uh, bởi vì uh, xét về mặt uh, tâm lý và sinh lý thì các con đã đang ở cái giai đoạn phát triển thì nó có nhiều cái sự năng động và nhiều cái nhu cầu sau một cái năm học kết thúc thì các cháu sẽ uh, rời xa uh, sách vở uh, làm quen với những cái hoạt động bên ngoài gia đình nhiều hơn và từ đó thì cha mẹ sẽ có những cái uh, áp lực đó là luôn luôn cảm thấy uh, cáu gắt hoặc là muốn thúc giục con phải làm được những điều như mình mong muốn uh, tuy nhiên thì các cháu sẽ làm uh, chậm hơn và kéo dài thời gian hơn thì khiến cho bố mẹ nảy sinh cái tâm lý rằng là uh, làm thay làm hộ và chính những cái làm thay làm hộ đấy đã tạo cho đứa trẻ một cái việc là trông uh, chờ vào những cái việc là bố mẹ hoặc ông bà, anh chị làm thay cho mình và không muốn thực hiện những cái yêu cầu để uh, chuẩn bị cho một cái năm học mới được. Vâng, và mùa tiệu trường sắp đến cũng là lúc rất là nhiều phụ huynh đau đầu vì những phản ứng mang tính chống đối của con. Ví dụ như là trẻ không muốn thức dậy đi học rồi tìm lý do để trì hoãn việc đến trường vâng có thể mất vài tuần để phá vỡ những cái thói quen à, mất cái động lực khi đi học trở lại vì thế cha mẹ hãy bắt tay vào việc động viên này đồng hành cùng các bạn nhỏ của mình để trở lại trường học với một thái độ vui vẻ và tự giác không gò ép không buồn phiền và thực tế thì chúng ta không thể dùng đòn roi để giải quyết vấn đề này khi mà con không nghe theo hay là cãi bướng vậy thì theo thầy giáo dục tâm lý làm thế nào để các con của chúng ta có thể chủ động hơn trong việc học tập rèn luyện bản thân và vui chơi ạ vâng cái việc giáo dục cho trẻ những cái kiến thức kỹ năng sống và một cái thái độ ý thức tự chủ thì nó là một cái vấn đề không chỉ ở trong một cái giai đoạn nghỉ hè mà nó hình thành từ cái quá trình khi trẻ bước vào học tập và có một cái phương pháp giáo dục trong gia đình À, thường xuyên thì sẽ giúp trẻ có được một cái uh, điều chỉnh tâm lý phù hợp với bất cứ một cái sự thay đổi nào trong cái cái sinh hoạt trong cái việc học tập của trẻ. Như vậy thì uh, vai trò của cái việc gia đình giáo dục cho các con uh, những cái uh, kỹ năng liên quan đến uh, thái độ tự chủ, liên quan đến uh, uh, ý thức trách nhiệm, liên quan đến kỷ luật tích cực thì uh, hoặc là một số những cái kỹ năng khác thì sẽ giúp cho uh, các con sẽ tạo được một cái thói quen đó là uh, các em biết sắp xếp những công việc của mình trong một ngày lên làm gì và cần làm gì và từ đó uh, bố mẹ cũng có thể trò chuyện với con để chia sẻ với con những cái điều uh, bố mẹ muốn uh, giáo dục con để con uh, bồi dưỡng thường xuyên những cái uh, kỹ năng cái nhận thức và cả những cái việc đó là thái độ uh, tôn trọng những ý kiến của cha mẹ đưa ra và tôn trọng những cái cái nhiệm vụ mà bố mẹ giao cho mình thì như vậy đứa trẻ sẽ có được cái tính tự tin, chủ động và tích cực trong cái việc là hợp tác và phối hợp với bố mẹ trong những cái yêu cầu của công việc trong gia đình hoặc là những cái việc học tập ở giai đoạn nghỉ hè. Vâng, như vậy thì cái việc mà tạo thói quen, tạo nếp sống và tạo một kỷ luật cho trẻ rất là quan trọng Khi mà đã tạo cho trẻ một cái thói quen như vậy Thì là chúng ta không phải nhọc nhằn trong cái việc mà thúc giục con phải không ạ? Nhưng đối với chúng ta thì cái việc mà quan tâm thái quá Làm cho những cái đứa trẻ không chịu lớn Không chủ động trong cái việc mà học tập cũng như là sinh hoạt Vậy thì quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào? Mỗi một độ tuổi, mỗi một lứa tuổi Thì chúng ta có một cái cách quan tâm ở cái mức độ như thế nào? Vâng, à, điều này thì chúng ta cũng nhận thấy được một cái điều là Uh, khi trẻ còn bé thì mức độ quan tâm của bố mẹ cần nhiều hơn nhưng khi con lớn lên thì cái mức độ quan tâm của chúng ta sẽ giảm đi và uh, lùi bớt ra để nhìn theo dõi và quan sát để con có thể tự chủ được trong những cái mà trong khả năng của con có thể làm được những việc những cái yêu cầu với cái mức độ uh, từ uh, dễ lưng dần lên đến khó và mức độ yêu cầu cao hơn cả về về ý thức về cái tính kỷ luật trong thực hiện những cái công việc đó. Vâng, trao quyền chủ động cho con điều này rất là quan trọng, đó là một cách khích lệ con trưởng thành như là trao cho con quyết định theo đuổi một bộ môn thể thao nào đó mà con yêu thích chẳng hạn, một môn học nào đó mà con yêu thích chẳng hạn. Thậm chí là chỉ cần trao cho con cái sự lựa chọn quyết định là mua bộ quần áo hay cái cặp sách mà con thích thôi ạ. Và lớn lên tí nữa thì cho con quyết định lựa chọn nghề nghiệp. Thế nhưng dường như cái điều này lại bị một số các bậc cha mẹ lãng quên đi và uh, họ hầu hết là họ lại quyết định hết tất cả những cái vấn đề của con vì cho rằng là con chưa đủ lớn. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu chuyện mà phóng viên chúng tôi ghi lại được ngay sau đây ạ. Mẹ ơi, mẹ có một cái chuyện được không ạ? giờ vào năm học mới rồi mẹ chỉ muốn sách vở cho con thôi con vẫn thích quyển truyện này nhất thực ra thì mình cũng không nên quá chiều theo sở thích của trẻ thì mình cũng nên định hướng và giải thích để con hiểu được như trường hợp của con mình thì cũng sắp vào năm học mới mình phải giải thích cho con mình như vậy thì sẽ có nhiều thời gian dành cho học tập hơn mặc dù là con không hài lòng nhưng mình vẫn phải như vậy học bây giờ mẹ chỉ mua cặp sách vút vở thôi nhé yeah. Mẹ ơi, cho con muốn cặp màu trắng Thôi cặp màu trắng bẩn lắm, mình có thể chọn sang màu hồng với mặc là màu khác được không? Con chỉ thích màu trắng thôi Mẹ, đưa con thích màu trắng Có thích cơ, con thích cái này cơ Con rồi con phải giữ gìn vệ sinh nhé, chứ mẹ không thể làm giặt mãi cho con được đâu tôi thấy là đôi khi mình cũng cần phải chiều theo ý thích của các con để hình thành cho các con một cái cơ sở để các con biết bảo quản đồ đạc của mình thật là tốt. cũng từ cái việc chọn đầu thì phụ huynh có thể trao cho con mình cái quyền tự quyết của con mình. Đó thì tôi thấy cũng là một cách rất là hay để mình có thể biết được là con mình có thể tự lập như thế nào và con có thể thực hiện tốt được lời hứa của mình hay không. vâng trao quyền lựa chọn cho con thì không nhất thiết là phải trao cái sự lựa chọn những cái vấn đề gì lớn phải không thầy nó là những cái vấn đề rất là nhỏ nhặt như là con thích một bộ quần áo con thích một chiếc cặp tóc màu gì và một chiếc cặp sách màu gì vâng sau khi nghe những cái câu chuyện này câu chuyện con lựa chọn mà cha mẹ lại không muốn con lựa chọn theo ý kiến ý của con theo thầy thì cha mẹ không trao quyền cho con thế này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con ạ vâng trong cái việc mà giáo dục ở gia đình mà khi bố mẹ à, có một cái tâm thế là luôn chiều hoặc là quan tâm con một cách thái quá thì dẫn đến là con sẽ hình thành một cái tâm lý ỉ lại trông à, chờ vào cái việc à, người khác làm thay cho mình và từ đó sẽ mất đi cái tính chủ động à, tính độc lập và tính quyết đoán trong mọi cái công việc mọi cái yếu tố um, diễn biến diễn ra trong đời sống và như vậy thì sẽ dẫn đến là các con sẽ không thể thích nghi được với những cái môi trường bên ngoài xã hội nó đòi hỏi yêu cầu cao hơn về những cái kỹ năng yêu cầu cao hơn về cái cái phẩm chất của một cái con người trưởng thành ở trong tương lai thì như vậy thì cha mẹ không lên quan tâm một cách thái quá mà chúng ta hãy nhìn con để thấy được rằng là con đang lớn lên vâng cái việc mà không trao quyền cho con hoặc là mình nuông chiều thái quá thì ít nhiều nó sẽ tác động đến việc hình thành cái tính thụ động trong con. Và à, chính cái việc hình thành cái tính thụ động trong con thì là cha mẹ suốt ngày phải có cái sự nhắc nhở phải không ạ? Đó. Vâng, giáo dục tâm lý cho các con là điều rất là quan trọng. Và để con từ biết đến hiểu và hình thành lối sống tích cực chủ động thì là một à, tiến sĩ tâm lý, thầy có chia sẻ gì với các bậc phụ huynh ạ? vâng à, tôi cũng mong rằng là các phụ huynh à, khi à, chăm sóc con cái và giáo dục con của mình thì cái điều đầu tiên cơ bản nhất là gia đình là một trong những cái môi trường giáo dục đầu tiên để con người trở thành một con người có nhân cách một con người có những cái đặc điểm à, sống tích cực mang giá trị văn hóa của gia đình thì à, gia đình cần có sự đồng bộ phối hợp giữa các thành viên trong gia đình kết hợp với cái giáo dục ở trong nhà trường để đảm bảo được rằng là con mình sẽ phát triển được những cái phẩm chất những cái năng uh, lực về uh, sống ở bên ngoài xã hội và hình thành cho các em một cái hệ giá trị đó là uh, sống nhân văn uh, tích cực uh, chủ động hợp tác và chia sẻ với uh, những người khác, với những bạn ở trong trường học và với thầy cô giáo để uh, các em ngày càng được hoàn thiện những cái uh, phẩm chất của cá nhân mình nhưng cũng phát triển được những năng lực để trở thành một người công dân có ích trong xã hội. Vâng và cái việc mà tôn trọng ý kiến của con, lắng nghe ý kiến của con, lắng nghe sự chia sẻ của con, cái điều đấy rất là quan trọng phải không ạ? Vâng, cái sự lắng nghe là một cái uh, điều rất là tốt nếu như phụ huynh biết lắng nghe con thì sẽ hiểu được là con có nhu cầu nguyện vọng gì và những cái nhu cầu đấy trong khả năng của gia đình có thể đáp ứng được hay không và có hiểu được cái điều con mong muốn hay không và cái lắng nghe sẽ giúp cho giữa bố mẹ và con cái hiểu nhau hơn và các con sẽ tin tưởng vào cái sự quan tâm của bố mẹ và các con sẽ biết là mình lên làm gì Vâng như vậy là dù ở lưới tuổi nào đi chăng nữa thì cái việc mà đồng hành cùng con rất là quan trọng làm bạn để có thể thấu hiểu và để có thể chia sẻ được với con. À, như vậy thì sẽ tạo cho con có cái động lực có cái sự chủ động hơn trong cái việc mà học tập cũng như là vui chơi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý Mã Ngọc Thể, trường Đại học Tân Trào đã cùng tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi và mong rằng những chia sẻ của thầy sẽ giúp các bậc phụ huynh gỡ rối trong việc giáo dục giúp con hình thành những kỹ năng sống cần thiết và làm động lực cho việc học chất lượng và vui chơi bổ ích hiệu quả một lần nữa xin được cảm ơn thầy